Thưa quý vị, mặc dù hiện nay thì nhiều quốc gia trên thế giới đã gỡ bỏ những cái lệnh cấm, những quy định về phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng mà đại dịch COVID-19 chắc chắn vẫn chưa kết thúc. Đó cũng chính là tuyên bố của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra hôm ngày 22 tháng 5 trong phiên khai mạc Đại hội Thường niên của WHO. Theo Reuters, hơn 100 bộ trưởng y tế thế giới đã nhóm họp trực tiếp tại Geneva, Thụy Sĩ, lần đầu tiên trong 3 năm. Phát biểu tại đại hội, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo số ca mắc COVID-19 vẫn đang gia tăng và nỗ lực tiêm chủng trên thế giới vẫn chưa hoàn thành. Đại dịch vẫn chưa kết thúc cho tới khi mọi nơi đều chấm dứt. Hiện số ca mắc đang gia tăng ở gần 70 quốc gia, trong tất cả các khu vực, với tỷ lệ xét nghiệm giảm mạnh. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, người Ethiopia, chắc chắn sẽ được bầu lại thông qua cuộc bỏ phiếu kín vào ngày 24 tháng 5. Đại hội được kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận tài trợ chính nhằm đảm bảo sự tồn tại của WHO. Cơ quan này hiện được tài trợ chủ yếu nhờ các khoản đóng góp tự nguyện từ các chính phủ và các nhà tài trợ tư nhân, một cơ chế được cho là không bền vững khi WHO phải đối mặt với những thách thức mới như những nguy cơ cao hơn của đại dịch hay là dịch Ebola. Thỏa thuận sẽ yêu cầu tăng các khoản phí bắt buộc đối với các quốc gia thành viên và giảm sự phụ thuộc vào các khoản đóng góp.